lãnh đạo Lưu Văn Phụng, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phụng Thiên Anh sẽ lên nhận giải thưởng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phụng Thiên Anh chuyên cung cấp các dịch vụ về hoa chất lượng, góp sức gửi yêu thương và quan tâm đến với người thân và đối tác khách hàng qua những bông hoa xinh đẹp.